Tử vi tuổi Canh Thìn 2000, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Canh Thìn khi bắt tay vào công việc thường rất hăng say, cháy bỏng với niềm đam mê của mình, sẵn sàng thể hiện bản thân ở bất kỳ đâu. Bởi tuổi Canh Thìn có rất nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự kiên trì, cẩn thận. Tính cách này khiến mọi người cho rằng nhiều lúc tuổi Canh Thìn quá phô trương, tự tin. Không ít những lần tuổi Thìn phải đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thậm chí thất bại. Lý do là vì họ quá hấp tấp, không suy nghĩ tính toán cẩn thận trước khi quyết định. Nếu muốn thành công, tuổi Canh Thìn cần phải có sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Không những vậy, khi bắt đầu công việc, tuổi Canh Thìn rất hào hứng với những sáng kiến, kế hoạch mình vạch ra. Tuy nhiên, không lâu sau khi kế hoạch gặp phải chút khó khăn, trục trặc thì người này lại tỏ ra chán nản, buông xuôi và quyết định thay đổi chiến thuật của mình một lần nữa. Chính vì tính cả thèm trong chán, quá hấp tấp và không biết tính toán như vậy mà tuổi Canh Thìn trong năm 2021, con giáp không có gì phát triển so với các con giáp khác. Cộng thêm trong năm phạm phải phá thái tuế, khiến cuộc sống trong năm 2021 của con giáp này càng khó khăn hơn. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị về tử vi của các bạn tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Canh Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Canh Thìn trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bạn tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Xem tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy cuộc sống của các bạn tuổi Canh Thìn có khá nhiều biến động. Các bạn làm quen với môi trường công việc mới, khó tránh vận khí trồi sụt, thất thường. Cho nên các bạn cần học cách đối mặt với những chuyện không được như mong muốn. Qua đó, các bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Quan hệ xã giao không được lý tưởng, các bạn cũng cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người. Đồng thời, các bạn không nên chấp nhận những người khác vì sự cố không ai mong muốn xảy ra. Ngoài ra, trong thời điểm này, tình cảm gia đình không mấy thuận lợi cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của các bạn. Cho nên, các bạn tuổi Canh Thìn cần nghĩ cách giải quyết triệt để, chớ nên đẩy mọi chuyện đi quá xa, khiến cho người trong cuộc đều phải chịu tổn thương. Đặc biệt trong năm, các bạn còn phạm phải hình thái tuế. Người xưa thường có câu, thái tuế đến đầu họa, vô hỷ, ắt hữu họa. Có nghĩa là với mỗi năm khi thái tuế đến, thì ắt sẽ có việc đến theo. Thái tuế đến đâu thì phương đó nghi tĩnh bất nghi động, cho nên ông bà sẽ hung họa khôn lường. Vậy nên để hóa giải, các bạn hãy mang theo bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm, kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó các bạn có thể gặp được nhiều may mắn, thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bạn tuổi Canh Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Nếu các bạn tuổi Canh Thìn vẫn đang đi học, các bạn nên tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh tình trạng bỏ bê, lơ là học tập.
nếu không sẽ phải thi lại, học lại hoặc bị kiểm điểm, khiển trách. Với các bạn đã bắt đầu đi làm thì đây là thời điểm để các bạn cọ sát với môi trường mới. Các bạn hãy có thái độ khiêm tốn lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đồng thời có cách đối nhân xử thế thích hợp. Ngoài ra, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thì các bạn tuổi Canh Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Vòng tay sẽ chiêu cát lành, may mắn và tài lộc cho sự nghiệp của các bạn tuổi Canh Thìn. Đồng thời, vòng sẽ chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ công việc và con đường học tập của các bạn được hanh thông, thuận lợi và phát triển hơn trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi của các bạn tuổi Canh Thìn trong nửa cuối năm 2021 cho thấy các bạn không gặp phải vấn đề gì lớn trong chuyện tiền bạc, bởi các bạn vẫn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của người lớn trong nhà. Tuy nhiên, các bạn cần học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên phung phí cho những thứ đắt đỏ, không cần thiết. Các bạn cũng có thể bắt đầu kiếm tiền nhờ những công việc thực tập hoặc làm thêm. Mức lương ban đầu thường không cao, nhưng các bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Đặc biệt trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên các bạn tuổi Canh Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp hóa giải các vận hạn và xua đuổi những hung tinh xung quanh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc đến cho các bạn. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân bảo vệ, tương trợ các bạn tuổi Canh Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Trong nửa cuối năm Tân Sửu 2021, các bạn tuổi Canh Thìn độc thân thường khá rụt rè, thiếu tự tin nên không có nhiều cơ hội để kết đôi. Tuy nhiên, bởi vì các bạn vẫn còn trẻ tuổi nên đây không phải là vấn đề quá lớn. Một số bạn vẫn đang hài lòng với tình trạng hiện tại nên cũng không chủ động mở lòng với người khác. Ngoài ra, trong gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái hoặc giữa các anh em trong nhà khiến các bạn phải phiền lòng giải quyết. Các bạn cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác, không nên quá bướng bỉnh, bắt người khác phải chiều lòng mình, kẻo khó được an ổn về tinh thần. Đặc biệt, để có thể hóa giải và kích hoạt tình duyên, các bạn tuổi Canh Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp các bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng vận đào hoa, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ cho các bạn trong năm 2021. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Xem tử vi của các bạn tuổi Canh Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021, các bạn không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe. Tuy nhiên, các bạn cần chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt sao cho điều độ, như vậy mới có sức đủ tinh thần và sức lực để bắt tay vào công việc hoặc học hành. Ngoài ra, các bạn cần tránh đến những khu vực nguy hiểm như sông nước, nơi u ám, vắng người để tránh những sự cố không đáng có. Đặc biệt, các bạn tuổi Canh Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp các bạn hóa giải cục diện, xua đuổi hung tinh và vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bạn tuổi Canh Thìn trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bạn tuổi Canh Thìn trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của các bạn qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Kế hoạch trọng điểm của các bạn tuổi Canh Thìn trong tháng 7 âm lịch chính là kiếm tiền. Các bạn sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện tới tấp. Các bạn chỉ cần cân nhắc xem mối đầu tư nào phù hợp với năng lực của mình và có khả năng phát triển trong tương lai hơn. Nếu cố gắng làm việc, đến cuối tháng các bạn sẽ nhận được một khoản lời lãi hậu hĩnh. Ngoài ra, các bạn tuổi Canh Thìn đang làm công ăn lương nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều đó, các bạn sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo. Cuối tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc tăng lương. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, các bạn tuổi Canh Thìn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt đời sống. Quý nhân xuất hiện có thể mang lại cho các bạn nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Cho nên các bạn cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, chứ không nên để nó trôi qua một cách đáng tiếc.
Trong các mối quan hệ, các bạn có thể làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ quan hệ với những người đó, bởi dù gì, có không tiến tới tình yêu thì đôi bên vẫn có thể làm bạn tốt, giúp đỡ nhiều cho nhau trong tương lai. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Bước vào tháng 9 âm lịch, vận trình của các bạn tuổi Canh Thìn lại trở nên khá ảm đạm. Các bạn ít gặp được chuyện như ý muốn, nhưng may mắn là cũng không có điều gì quá xui xẻo phát sinh. Ngoài ra trong tháng này, các bạn nên cẩn thận trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần cân nhắc kỹ càng, không nên nôn nóng rồi cuối cùng thiệt hại lại do chính mình gánh chịu. Trong thời điểm này, các bạn cần bình tĩnh xem mình mong muốn điều gì, mình nên làm thế nào để đạt được điều đó, cũng như điều gì mình nên buông bỏ, không nên quá cố chấp khiến bản thân mệt mỏi. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trôi qua một cách khá bình lặng đối với các bạn tuổi Canh Thìn. Công việc vẫn tiến triển đều đặn, nhưng ít có cơ hội để các bạn vươn lên, khẳng định bản thân. Có lẽ vì thế mà các bạn chỉ nên nghiêm túc và khiêm tốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Tuy nhiên, sức khỏe sẽ dễ xảy ra nhiều vấn đề trong thời điểm này. Các bạn cần chú ý khi vận hành máy móc hoặc tham gia giao thông. Nếu không, sẽ dễ phải chịu tổn thương thân thể. Chuyện tình cảm của các bạn trong tháng này cũng không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Đến tháng 11 âm lịch, tài vận của các bạn tuổi Canh Thìn có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Các bạn có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Với các bạn đang làm công ăn lương, cũng có cơ hội nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Chỉ cần cố gắng là sẽ được nhận phần thưởng. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp, tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, vận trình của các bạn tuổi Canh Thìn không rực rỡ như tháng trước đó, nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Các bạn nên dành thời gian này để nhìn lại những gì mình đã và chưa làm được trong suốt một năm vừa qua để rút ra những kinh nghiệm đáng quý. Về cơ bản, sự nghiệp cũng như tài lộc của các bạn trong tháng Chạp đều đã có bước phát triển ổn định và rõ ràng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bạn tuổi Canh Thìn trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi. Thứ nhất là sao hạn của các bạn tuổi Canh Thìn. Các bạn nam tuổi Canh Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021 bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc có tiểu nhân quấy phá, mất tiền, mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Không như vậy, các bạn nam còn chịu tác động lớn từ hạn thiên tinh. Bởi gặp sao hạn thiên tinh, các bạn phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài, cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý lời ăn, tiếng nói. Ốm đau mà làm lễ cúng bái thành tâm thì nhanh khỏi. Còn đối với các bạn nữ tuổi Canh Thìn thì may mắn hơn được sao Thái Âm chiếu mệnh. Sau này thường đem lại cho các bạn sự điều hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn về tiền tài, làm cho được toại nguyện những ước mơ của mình trong thời gian này. Tuy nhiên, các bạn nữ cần đề phòng hạn tam kheo trong thời gian này. Khi gặp hạn tam kheo thì các bạn nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, đề phòng họa huyết quang, nặng phải đổ chạm dao kéo. Thứ hai, luận hung can niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của các bạn tuổi Canh Thìn trong thời điểm này có tuần, triệt, quan sách, chủ về khó khăn, bất lợi, tăng thêm xui khí xuyên suốt năm. Cung tam hợp có các sao thiên hỷ, long đức, văn tinh, báo tin vui về tình cảm, chuyện con cái, học hành. Tuy nhiên, lại có các hung tinh như đà la, tiểu hao, bệnh phù gây bất lợi về sức khỏe và tiền bạc. Còn cung xung chiếu gồm có các cát tinh thiên đức mang vận quý nhân tốt, nhưng hung tinh kình xương và quả tú lại báo điểm sát thương về cả thể chất và tinh thần. Các bạn cần cẩn thận trong năm, phải đổ chạm dao kéo. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021.
Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.